dù mạnh mẽ nhưng em vẫn là con gái. Giờ em mất anh chẳng biết dựa vào ai. Thời gian sống ở bên nhau em vẫn luôn giữ thẹn thòi, nhưng chắc anh không thấy không bận tâm. Chắc em sẽ phải tự thương lại mình, chắc em sẽ phải thôi sống vì ai, tìm người khác để yêu thương. Thật sự không khó khăn gì, nhưng với em không có ai giống được anh. Thời gian sống không anh thật sự là điều quá khó với em bây giờ, vì nhiều lúc cô đơn em lại trở về yêu đuối hơn em ngày xưa. Mạnh mẽ cũng không cho em được nụ cười tươi đã mất đi lâu rồi, và sau những thời gian sống không anh thật sự là điều